Hello cả nhà nha. Hôm nay trình TV Khmer sẽ kéo đàn cò nha cả nhà. Đây là đàn cò. Trong Si Yam Chang ở chùa Đây Cờ Hom á cả nhà. Quách Đây Cờ Hom á cả nhà. Đây Si Yam này cả nhà. Hôm nay trình TV Khmer kéo đàn cò ha cả nhà. Hôm nay trình TV Khmer sẽ kéo đàn cò cho Trong Chang ở Đây Cờ Hom nhảy ha cả nhà. ចំដង្ហែរៀបចំដង្ហែទៀនប្រសាជើកានវត្តដីក្រហមបាទសូមប្រទេសបាទសូមទស្សនាវីដេអូរបស់ជនជាតិខ្មែរបាទទៀនប្រសាវត្តដីក្រហមបាទនឹងហើយក្រុមយ៉ាក់នៅដីក្រហមបាទសំសឿរៀបចំដង្ហែទៅកានវត្តដីក្រហមបាទ บันเอาข้างวัดนะบางคนบันเอาข้างวัดเด้อเราเวียวัด
Dân đèn cây vào chùa đây cái hôm của người dân tộc Khmer hả cả nhà, vui quá cả nhà ơi. Sao bài na bọn bốn ơi học dạ chi giảm đăng hết tiền trả xa tiểu can vọt đây cái hôm bạn đứng hơi cầm giặc cái vọt đây cái hôm bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.